Xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta lại có một cuộc thi thử thách giữa các xe này các bạn ơi, gồm xe trộn bê tông, máy cày, xe ben, xe cứu hỏa. Và đây là cuộc thi đầu tiên của xe trộn bê tông. Xe trộn bê tông của chúng ta sẽ vượt qua rất là nhiều thử thách luôn. Đầu tiên đó là cây cầu nói dối. Nếu ai nói dối sẽ bị lọt xuống đây để xem xe trộn bê tông có nói dối hay không. Wow, các bạn ơi, xe trộn bê tông không có nói dối. Và phía trước của chúng ta là một con quái vật rất là ghê. Quái vật gì đây? Thì ra là một con quái vật siêu to khổng lồ. Nó đứng ở trên một cái vũng hố này các bạn ơi. Đó là một con quái vật ăn cắp nha. Nếu mà ai ăn cắp sẽ bị nó ăn thịt. Và cái hố này là hố ăn cắp. Nó chứa đầy dung nham núi lửa luôn. Và xe trộn bê tông của chúng ta đang vượt qua nó. Wow, không biết xe trộn bê tông có ăn cắp hay không. Xe trộn bê tông đã vượt qua thành công. Vậy là xe trộn bê tông không ăn cắp. Và đây là một con rồng rất ghê các bạn ơi. Đây là con rồng phát hiện ăn cắp. Nếu mà ai ăn cắp sẽ bị nó đánh trúng nha. Không biết xe trộn bê tông có ăn cắp không. Wow, nó đánh xe trộn bê tông mà đánh hụt các bạn ơi. Chứng tỏ xe trộn bê tông không có ăn cắp, không có nói dối. Và bây giờ xe trộn bê tông phải qua một cây cầu có hai cây búa. Rất là ghê các bạn ơi. Xe trộn bê tông vượt qua rồi. Đây là cây cầu kiêu ngạo. Nếu ai kiêu ngạo sẽ bị đánh trúng. Và phía trước của chúng ta là gì kia? Wow, có một con quái vật bay lên. Đó là ác quỷ các bạn ơi. Ác quỷ của hãng ngôn. Wow, nó đạp một cái mà xe trộn bê tông không bị sao. Chứng tỏ xe trộn bê tông rất là hiền lành. Nhưng đây có một cây búa khác các bạn ơi. Đây là cây búa không trung thực nè. Nếu mà ai không trung thực sẽ bị cây búa này đánh trúng. Để xem xe trộn bê tông có trung thực hay không. Wow các bạn ơi, xe trộn bê tông không có trung thực. Nên bị đánh, bị bể rồi các bạn ơi. Và bị bốc cháy rồi. Bây giờ xe trộn bê tông lại phải vượt qua hai thử thách này nữa. Ghê quá. Đây là con gì các bạn ơi? Con xe trộn bê tông chênh nhện. Wow, có cái đầu là con rắn. Bây giờ xe trộn bê tông phải chạy thôi các bạn ơi. Chạy thôi. Wow, xe trộn bê tông rất tiếc là không có trung thực các bạn ơi. Wow, và bị nó đuổi theo kìa. Và đây, wow các bạn ơi, gì đây? Wow, nó đánh cái búa lên xe trộn bê tông. Xe trộn bê tông đã bị cháy rồi. Và nó bỏ đi rồi các bạn ơi. Và kia lại một con rắn nữa này các bạn ơi. Đó, xe trộn bê tông, cái đầu con rắn nó đuổi theo xe trộn bê tông bốc cháy của mình. Wow, nó đánh xe trộn bê tông luôn. Vì xe trộn bê tông không có trung thực này các bạn ơi. Và nó cũng bỏ đi rồi. Wow, và đây xuất hiện một chiếc xe máy khoan. Wow các bạn ơi, wow, nó khoan xe trộn bê tông. Vì xe trộn bê tông không có trung thực nên nó bị khoan trúng rồi. Và càng ngày càng cháy mạnh hơn. Wow, bây giờ nó bỏ đi rồi. Và xe trộn bê tông bây giờ cần phải có một cái hố nước để dập cháy thôi. Không biết có tìm được cái hố nước hay không. Wow, không được các bạn ơi, nó còn chặn đầu xe trộn bê tông. Wow, nó làm cho xe trộn bê tông bị văng cái thùng ra ngoài và bị hư hại luôn rồi các bạn ơi. Vậy là xe trộn bê tông đã không thể vượt qua thử thách này thành công. Vì xe trộn bê tông không có trung thực nè, không có thật thà nè các bạn ơi. Các bạn không được như vậy nha. Tiếp theo, ta là xe cứu hỏa siêu đẳng đây. Hôm nay ta sẽ tham gia cuộc thi thử thách này. Ba cái trò này rất là dễ, có cái gì đâu mà khó. Cái xe trộn bê tông cùi bắp hay ăn cắp đó thì không vượt qua thôi. Còn ta không ăn cắp, ta không nói dối. Ta chỉ hơi có kiêu ngạo một tí xíu thôi. Đó, ta vượt qua cây cầu và bây giờ là sẽ vượt qua con thú này. Rất là dễ dàng, chẳng ai làm gì được ta. Thấy chưa? Các người có thấy ta có giỏi không? Vì ta là xe cứu hỏa siêu đẳng. Ý, cái con rồng này nó đánh thì cũng có làm gì nhầm nhò gì đâu. Có ngon thì đánh đi. Đó. Wow, mình chủ quan quá, chết rồi. Nó đánh mình bốc cháy rồi. Chết rồi. Mình chủ quan và kiêu ngạo quá. Nhưng không sao, bây giờ sẽ vượt qua các thử thách này. Wow, nó đánh chúng mình càng bốc cháy hơn nữa rồi. Chạy thôi. Bây giờ phải vượt qua cái hố này. Cái hố này có một con quái vật ở dưới hỏa ngục chui lên. Nó là Satan. Cái chân của nó rất là ghê. Nó đạp xuống. Wow, nó cũng đạp nổ mình luôn. Chết rồi, cái tội kiêu ngạo là tội rất lớn. Ôi, cái búa. Né qua. Cái búa nó cũng đánh trúng mình luôn rồi. Wow, bây giờ phải làm sao đây. Wow, chui qua con rắn này. Ôi, hên quá, con rắn thì nó đánh hụt mình rồi. Chết rồi, nhưng mà không sao, mình là xe cứu hỏa siêu đẳng. Wow, nhưng mà phía trước của mình xuất hiện cái gì kia? Wow, một con khủng long bạo chúa. Nó làm gì kia? Wow, bánh tia laser. Wow, nó làm gì kia? Wow, thì ra nó phá hủy cây cầu. Chết rồi. Ai cứu tôi với. Wow, mình kiêu ngạo quá nên bị nó phá hủy cây cầu là mình lọt xuống dưới cầu rồi. Các bạn không được kiêu ngạo nha. Còn ta là xe máy cày cũng siêu đẳng không kém. Cái thằng xe cứu hỏa vừa rồi nó kiêu ngạo quá. Còn ta thì ta không có kiêu ngạo đâu. Ta rất là giỏi luôn, mắc mớ gì phải kiêu ngạo. Và ta cũng rất là trung thực, không ăn cắp, không nói dối, không làm gì điều xấu xa hết. Ta chỉ có hai cái tật là ham ăn thôi.
Ê, bây giờ không sao, ham anh là cái nghề của ta, anh nhiều thì mập có cái gì đâu mà sợ. Ê, 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 chết rồi các bạn ơi, mình ham anh quá, mình mập quá, bị té rồi nhưng không sao. Mình có thể đứng dậy được, đó, thấy chưa, thấy ta giỏi chưa. À, ta vừa ham anh, ta vừa giỏi nữa chứ. Ê, cái con quái vật này thì làm gì được, đấy, nó có làm gì được mình đâu. Bây giờ mình chạy qua thôi. À, bây giờ cái cầu này thì quá là dễ dàng đối với xe máy cày, vì xe máy cày của mình rất là mạnh, động cơ rất là mạnh luôn, đó, nó đánh hụt rồi. Thấy chưa, mình ham ăn nên mình có sức khỏe nè, nên bây giờ mình sẽ chui qua cái cây cầu này rất là dễ thôi. Nghe nói cây cầu này là cây cầu của hỏa ngục thì phải, đứa nào ham ăn mà không giúp đỡ bạn bè, không chịu học hành là sẽ bị rơi xuống cây cầu này, để xem mình có bị những cái tội đó không. Cố lên cố lên, ấy chết rồi, bị kẹt ở chỗ này rồi, chết rồi, mình ham ăn quá, mình nặng nề quá, mình không thể vượt qua đây được rồi. Wow, rồi, chết rồi, lọt xuống cầu rồi, các bạn không được ham ăn nha. Nếu có của anh ngon thì phải chia sẻ với mọi người nữa nha. Còn mình là xe ben đây. Mình rất là siêu đẳng luôn, vì mình có cái đồ ben có thể ben lên được nè. Và mình có thể biết bay nữa. Bây giờ mình sẽ vượt qua tất cả các cuộc thi này rất là dễ dàng luôn. Đấy, các bạn ơi, đó, hãy xem mình tham gia cuộc thi thử thách đây. À, bây giờ xuống cái cầu này rất là dễ dàng, có gì khó khăn đối với mình đâu. Và cái con quái vật này thì cũng bình thường thôi, hãy xem ta chui qua nó đây. Đó, không có gì là khó khăn đối với xe ben siêu đẳng. Bây giờ là tới lượt cái con rồng này. Cái con rồng này có làm gì được đâu. Con rồng này hãy chui xuống hỏa ngục mà sống đi. Đấy, ta đã vượt qua rất là nhiều thử thách. Và tiếp theo là cây búa này. À, cái búa này cũng rất là đơn giản luôn. Bây giờ sẽ nhảy lên và chui qua cái búa này thôi. Có gì đâu mà khó. Cái búa này làm gì được mình. Đó, thấy chưa. Các cháu thấy ta có giỏi chưa. Bây giờ tiếp tục di chuyển thôi. Wow, cái con Satan này, cái con Satan hoảng ngục này thì nó cũng màu xanh giống mình thôi. Bây giờ mình bay lên cho nó sợ nè. Đó, không đi trên cầu nữa mà bay qua cây cầu này luôn. Rồi, hạ xuống nào. Và cái búa này thì cũng quá là bình thường, không có gì mà khó khăn hết. Hãy xem ta chui qua đây. Đó, nó gặp mình ben cái đồ ben lên là nó không thể đánh trúng mình được rồi. Bây giờ tiếp tục vượt qua cái con này. Những cái con này là quá tầm thường luôn. Ta kiêu ngạo thì đã sao nào, vì tao có phép thuật mà. Đấy, tao biết bay và tao rất là giỏi, nên cho tao kiêu ngạo tí xíu nha. Ê, bây giờ cái cầu này hồi nãy bị con khủng long nó phá hủy đúng không? Ok, không sao, tao biết bay mà. Hãy xem tao bay qua cái cầu này đây. 1, 2, 3, bay nào. Đó, có cái gì mà khó đâu. Rồi giờ hạ cánh xuống. Ê, chết rồi, bị vướng cái thùng vô rồi. Oh my god, chết rồi, bị kiêu ngạo quá, bị chúa phạt rồi. Và không thể vượt qua thử thách này rồi. Bị rơi cái thùng ra rồi, bây giờ không thể chạy được luôn rồi. Chết rồi, cũng bị bốc cháy luôn rồi. Và cũng bị thua, thất bại thảm hại rồi. Wow, các bạn ơi, các bạn không có được kiêu ngạo nha. Kiêu ngạo là sẽ thất bại đó nha. Còn mình các bạn ơi, mình là xe đầu kéo màu vàng đây. Hôm nay mình cũng tham gia cuộc thi này. Wow, mình cũng không muốn thi đâu, nhưng mà mình tội lỗi quá để mình tham gia, để xem tội lỗi của mình có nhiều không, để mình xin Chúa Giêsu tha thứ cho mình nè. Bây giờ mình vượt qua cây cầu đầu tiên thành công rồi, tạ ơn Chúa. Wow, bây giờ con quái vật rất là ghê các bạn ơi. Wow, các bạn đừng có phạm tội nha. Phạm tội là sẽ phải xuống hỏa ngục với quái vật và yêu quái ma quỷ đó. Wow, đây là con rồng của hỏa ngục kìa. Ôi, rồi chạy qua thôi, chạy qua thôi. Ấy, coi chừng nó đánh trúng, coi chừng. Wow, nó đánh mình nhưng mà mình không trúng các bạn ơi. Tạ ơn Chúa, cảm ơn mẹ Maria. Ôi, bây giờ phải leo lên cây cầu này. Ôi, coi chừng nó đánh. Wow, cũng hụt luôn rồi. Cảm ơn Chúa, nhờ ơn Chúa mà mình đã vượt qua các thử thách rồi. Wow, mà không biết mình có nói dối hay mình có ăn cắp hay là tham ăn gì không. Bây giờ mình sẽ vượt qua cây cầu này. Cây cầu này là cây cầu tham ăn nè. Hồi nãy bạn xe máy cày bị lọt xuống. Wow, mình cũng đã vượt qua cây cầu tham ăn rồi nè các bạn ơi. Và bây giờ là cây búa. Wow, mình phải quẹo qua đường này thôi, vì ở trước mình là có ma quỷ cám dỗ, nên mình phải tránh xa nó ra. Mình không được đương đầu với nó, mình không thể đương đầu với cám dỗ và ma quỷ được đâu. Phải nhờ Chúa giúp đỡ thôi, nên mình phải tránh đường khác, mình chọn đường tốt lành hơn để mình đi thôi. Bây giờ mình chạy nhanh thôi, không là ma quỷ nó sẽ giăng bẫy mình, nó đuổi theo đó. Trời ơi, ok rồi, mình mới nói nó lại đuổi theo mình rồi. Chúa Giêsu ơi, giúp con. Các bạn ơi, Chúa biến ra một vòng lửa để cứu mình, và nó sợ nó chạy đi rồi. Wow, và lại xuất hiện nữa nè. Chú ơi cứu con, chú ơi cứu con. Wow, chú lại biến ra một cái quả cầu làm cho nó sợ nó chạy rồi. Tạ ơn Chúa, thôi chạy thôi, phải về nước thiên đàng với Chúa thôi. Chạy nhanh thôi, kia rồi, mình đã thấy Chúa Giêsu chờ mình phía trước rồi các bạn ơi. Wow, bây giờ mình sẽ nhờ Chúa nâng mình lên với Chúa nào. Wow, đó các bạn ơi,
Chúa đã cho mình bay lên trên không trung nè, và bây giờ mình xin Chúa cho mình bay lên về với Chúa Giêsu thôi. Bay lên, rồi mình sắp về thiên đàng rồi. Ok, con tạ ơn Chúa, con đã về được thiên đàng với Chúa Giêsu rồi. Đó, các bạn ơi, mình về với Chúa rồi. Vậy là thành công rồi, mình đã vượt qua tất cả các thử thách rồi nè các bạn ơi. Tạ ơn Chúa, cảm ơn mẹ Maria. Ok, các bạn ơi, cảm ơn các bạn đã xem video vừa rồi của Trúc City nha. Wow, các bạn ơi, hôm nay chúng ta có rất là nhiều cạm bẫy luôn. Có rất là nhiều thử thách và các xe của chúng ta gồm xe trộn bê tông nè, xe máy cày, xe cứu hỏa nè, xe ben và xe đầu kéo tham gia nha các bạn nha. Và cuối cùng các bạn ơi, hôm nay tất cả các xe của chúng ta đều thất bại, chỉ có là xe đầu kéo là chiến thắng lên, là được trở về với Chúa Giêsu thôi. Vì xe đầu kéo không có kiêu ngạo nè, không ăn cắp, không nói dối nè. À, và thật thà trung thực các bạn ơi, và vâng lời ông bà cha mẹ nữa, và không có, đặc biệt là không có kiêu ngạo nha các bạn nha. Đấy, nên sẽ là người tốt đó, nên các bạn xe kia không phải là xe tốt, nên là đã bị thua hết luôn các bạn ơi, và đã bị ma quỷ nó hãm hại luôn rồi các bạn á. Là phải khiêm tốn thật thà, không được ăn cắp, không được nói dối nha, phải vâng lời ông bà cha mẹ nha, và phải biết chia sẻ giúp đỡ cho những người khó khăn hơn mình nha. Ok, các bạn đã xem video và nhớ đăng ký like cho mình nha. Các bạn nhớ xem video của mình tiếp vào video sau nha. Nếu thấy hay thì nhớ đăng ký kênh cho Trúc City nha. Bây giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn nha.